Có hai cách để bình chọn cho thí sinh mà quý vị yêu thích trong chương trình Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam. Cách đầu tiên, soạn tin mã số thí sinh gửi về 6370. Mỗi thí sinh chỉ có 5 phút để nhận những tin nhắn của quý vị. Mỗi số điện thoại sẽ chỉ được nhắn tối đa 3 tin trong vòng 5 phút đó. Cách thứ hai là bình chọn qua Google. Ngay từ khi chương trình bắt đầu, quý vị có thể truy cập vào trang google.com.vn, gõ từ khóa Việt Nam Idol hoặc Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam và bắt đầu bình chọn. Mỗi tài khoản Google chỉ được bỏ tối đa 3 phiếu bình chọn trong mỗi đêm gala.